mới 20 tuổi đầu, đã trở thành một trong thượng thần trong Kim Bằng Dương Triều. Lúc hắn trốn ở Trung Nguyên hình như là 29 tuổi. Là Mộc Thanh Phong đã giết cha ta, lấy mất khóa vàng. Hắn còn giết Quách thần y. Đan Phượng đang tự nói với mình. Nàng chỉ dựa vào suy đoán mà đã chỉ chính một tướng quân. Anh tính đích thân đến thăm mộ Quách Hư. Phát hiện Quách Hư không hề chết. Vậy sao? Từ điểm này mà thấy nghi vấn với Quách Hư càng nhiều thêm. Lục đại hiệp, manh mối của Quách Hư nhờ người điều tra giúp. Được rồi. Nhưng bây giờ điều bốn dương lo nhất, một tướng quân làm mệnh quan triều đình, lại bị bốn dương mời đến phủ, nhưng lại chết trong phủ của ta. Rốt cuộc ta phải làm sao đây? Bốn dương thật sự rất lo. Dương gia, chàng nhất định phải tin Đan Phượng. Ta thực sự không giết hắn. Ta chỉ muốn khóa vàng. Giết hắn thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, nếu hắn chết, vậy chẳng phải đứt manh mối hay sao? Ta nghe A Tính nói Mộc Thanh Phong võ công rất cao. Cho dù hắn say rượu mệt mỏi, hung thủ có thể giết hắn một cách gọn ghẽ như vậy, phải nắm rõ địa hình dương phủ trong lòng bàn tay. Nhất định là một người khiến hắn không hề đề phòng. Bốn dương đột nhiên có một ý nghĩ rất đáng sợ. Là gì vậy? Các người hãy nghĩ xem. Người của Đức Dương phủ đều biết một tướng quân được ta mời đến phủ làm khách. Nếu là người của Đức Dương phủ cố tình âm thầm động thủ để giao quà cho ta, tiếc là chúng ta tới trễ. Nếu không còn khả năng đuổi kịp để ngăn cản chuyện này, quả đáng sợ thật. Đức Dương coi ta như kẻ thù, lo sợ ta sẽ làm gì. Cho nên nếu ông ta lập kế hoạch hãm hại, ông ta chắc chắn nhốt ta vào ngục cho đến chết. E là cả đời không thể nào rửa được hiềm nghi, còn bị mọi người chửi mắng. Cho dù một ngày ta rửa được hiềm nghi, có lẽ Đức Dương này đã ngồi vững vào hoàng vị rồi. Thiên hạ đại cục đã định. Nghe vẫn nghi ngờ Đức Dương mà không hề nghi ngờ người nào khác sao? Lẽ nào không phải sao? Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà có thể trừ khử được đối thủ bên cạnh, sao ông ta không thể vui mừng được chứ? Tuy một tướng quân và huynh ấy là bạn tốt, nhưng đối diện với hoàng vị, mất đi một Mộc Thanh Phong đối với huynh ấy không là gì đâu. Bổn dương nhất định giải thích rõ ràng với huynh ấy. Ta chưa bao giờ có ý tranh đoạt hoàng vị với huynh ấy. Thật ra ta vốn muốn khi đại cục đã định sẽ cùng Đan Phượng quay về phong địa của ta, sống cuộc sống không tranh giành với đời, tự do an nhàn. Dương phủ sẽ là chuyện lớn. Nếu theo suy đoán của Dương gia, Đức Dương sẽ tới phủ để đợi người. Dương gia, chi bằng lập tức bà báo Thái hậu rằng ngài muốn chủ động nhận tội. Xin cáo từ. Đan Phượng, nghe đây. Đi giết Mộc Thanh Phong, đi giết hắn ta. Dương gia, sao hả? Mộc Thanh Phong chết ở phủ của con. Mẫu hậu, nhi thần điều tra được Mộc Thanh Phong chính là thượng quan Mộc của Kim Bằng Quốc. Phải rồi, việc này Đan Phượng cô nương có thể lập chứng. Đúng là như vậy à. Thái hậu nương nương, tiểu nữ nhận ra dung mạo của hắn. Hơn nửa ngày ấy, tiểu nữ còn điều tra được Mộc Thanh Phong đã giết Quách Hư. Là Mộc Thanh Phong giết Quách Hư? Không sai. Nhi thần vốn muốn triệu Mộc Thanh Phong vào phủ hỏi cho rõ ràng, để Đan Phượng dựa vào ấn tượng để mà nhận biết Mộc Thanh Phong có phải là thượng quan Mộc hay không. Nhưng mà không ngờ bây giờ đã bị thích cách giết chết, chết mà không có đối chứng. Triệu Tổng quản, dạ, ngươi hãy lập tức báo cho thống lĩnh đại nhân bảo vệ Dương phủ, cẩn thận đề phòng lũ thích khách. Tuân chỉ. Mẫu hậu, người cũng biết trong phủ còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Mộc Thanh Phong lại là tướng quân trấn giữ biên ải võ công cao cường. Mẫu hậu bên giám, con và Mộc tướng quân không hề có oan hận, cho dù là có gia hại, con cũng sẽ không chọn cách động thủ ngay trong phủ của con. Hoàng nhi yên tâm, chỉ cần có thể điều tra rõ ràng Mộc Thanh Phong chính là thượng quan Mộc, ai gia ác sẽ trả sự trong sạch cho con. Mẫu hậu, việc này rất kỳ lạ. Nhi thần mời Mộc tướng quân đến, ngoài người nhà con chỉ có Đức Dương phủ biết ông ta đang ở phủ của con. Sao biết được thích khách không phải hắn phái đến? Trước đó Mộc Thanh Phong đã âm thầm dẫn binh vào kinh thành, lại giết chết Quách Hư. Chỉ cách đây 7 ngày Mộc Thanh Phong lại triệu tập tinh binh biên ải hồi cung. Những việc này chắc chắn có liên quan đến Đức Dương. Đan Phượng cô nương, Ai Gia đã lâu lắm rồi không gặp cô. Đợi sức khỏe Ai Gia khỏe hơn, cô hãy vào cung sống cùng Ai Gia thì tốt rồi. Có thể ở bên cạnh Hoàng Thái Hậu, tiểu nữ không còn gì mong muốn. Hoàng Nhi, Ai Gia có vài điều muốn nói riêng với con. Dạ. Tránh Đan Phượng chính là vì không muốn để cô ấy biết quá nhiều việc dơ bẩn. Ta thấy tình cảm của hai con tiến triển không ít. Đa tạ mẫu hậu quan tâm. Có thể là lòng thành cảm động trời đất, đám nhàn cũng phải dở. Đan Phượng cô nương dạo này rất quan tâm đến con. Vậy thì tốt. Đã tâm đầu ý hợp rồi, hãy nghĩ đến hôn nhân đại sự đi. Về việc triều chính, sau này con cũng không cần tham gia quá nhiều làm gì, để tránh xảy ra chuyện không hay. Nhi thần xin nghe theo chỉ dạy của mẫu hậu. Dạo này hoàng đế lại tiếp tục gặp ác mộng, không ngủ được yên giấc. Không phải nói hồ đồ, cứ mở mắt là lừ đừ không nói gì, mấy canh giờ liền cũng không nhắm mắt. Trong lòng Ai Gia rất khó chịu. Mẫu hậu, vậy qua Mẫn Lộn nói gì? Hắn nói thời gian của hoàng đế không nhiều, nói gì mà đại hạn không đến. Mẫn Lộn không biết nói dối đâu. Xem ra mẫu hậu phải cân nhắc đến việc hậu sự của hoàng huynh rồi. Lẽ nào con mong hoàng đế băng hà hả? Sao con lại có thể nói những lời đại nghịch bất đạo đó? Đúng. Nhi thần không dám. Những lời này mà con cũng nói ra được, thì còn việc gì không dám chứ? Nhi thần cũng vì lo nghĩ cho người, Nhi thần luôn quan tâm đến an nguy của người và hoàng thượng, chỉ muốn chuẩn bị tâm lý mà thôi. Nhi thần không có. Nhi thần quá vàng không rõ tung tích, qua Mãn Lâu quanh đi quẩn lại những mấy câu đó. Có phải là các người thông đồng với nhau không? Chỉ đợi hoàng đế đậu phát thân vong hay không? Ai Gia nói cho người biết, cho dù hoàng đế có chuyện gì bức trắc, hoàng vị cũng không thuộc về ngươi đâu. Đan Phượng yêu về dương gia. Đan Phượng yêu về dương gia. Cô yêu về dương gia. Đan Phượng yêu về dương gia. Đan Phượng yêu về dương gia. Ta yêu về dương gia. Ta yêu về dương gia. Đan Phượng. Đan Phượng. Đan Phượng mở cửa đi Đan Phượng. Bắt đầu đều rất tốt, chỉ nói sai một câu, mẫu hậu liền nói trận lôi đình với ta. Còn nói chắc như định đóng cục, rằng tuyệt đối không trao hoàng vị cho ta. Bà ấy coi ta là người như thế nào chứ? Ta là con trai ruột của bà ấy mà. Đúng vậy, người là con trai một của bà ấy mà. Cho dù dựa theo tổn quân không đến lượt ta, bà ấy cũng không nên nói ra những lời độc ác như vậy. Nhất định phải tổn thương ta đến thương tích đầy mình. Trong lòng ta đau lòng biết mấy. Dương gia đừng vội, bản ý của Thái Hậu không phải như vậy đâu. Bản ý của Thái Hậu đến ta cũng không hiểu rõ hay sao chứ? Luôn nói những lời máu mủ tình thâm, mẫu tử luôn hiểu ý nhau. Nhưng bà ấy lại đề phòng ta. Từ nhỏ ta đã không được phụ dương yêu quý. Ta phấn đấu nỗ lực, tất cả những gì ta làm đều là muốn mẫu hậu vui lòng. Bất luận ta làm gì, Thái Hậu vẫn luôn dè chừng ta. Có lẽ Thái Hậu là sợ chuyện của Mộc Thanh Phong truyền ra ngoài. Nhưng Mậu Hậu không thể giúp ta nghĩ cách sao? Chuyện bắt đầu đó bị hạ độc, Thái Hậu câu hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã bắt ta giam vào cung, còn dùng trọng hình. Thái Hậu từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Tại sao ta điều tra Mộc Thanh Phong? Tại sao ta? Chính là vì Thái Hậu và Hoàng thượng. Ta muốn sớm điều tra được Thượng quan Mộc và chìa khóa vàng. Không có ai hiểu ta. Không ai hiểu được nỗi khổ của ta hết. Càng không có ai thay ta chủ trì công đạo. Đức Dương là cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên quyền cước thất phu. Mẫu hậu thà tin tên tiểu nhân ngu xuẩn đó, cũng không tin con ruột của mình. Đúng vậy. Bọn họ đều là một tiểu nhân. Đan Phượng, ta thật sự không hiểu. Dù cho để ta phò trợ Đức Dương cũng được. Còn có thể kiến công lập nghiệp, thi triển tài năng. Sao lại dán ta đến phòng địa? Ta còn chỗ nào khiến Thái Hậu ghét bỏ chứ? Dương gia, ngài đừng quá đau buồn. Ngài còn có ta mà. Đúng. Nàng nói rất đúng. Mỗi lần ta rơi vào khó khăn, ta đều nghĩ đến ít nhất ta còn có nàng, thì ta lại có dũng khí để sống tiếp. Thật ra có nhiều lần, đặc biệt là lúc ta bị hiểu lầm, đối với ta mọi chuyện đã là tro tàn rồi. Thậm chí ta từng nghĩ, ta hận không được lấy cái chết biểu đạt sự căm phẫn của ta. Nhưng khi ta gặp nàng, ta lại có dũng khí mới sống tiếp. Ta nghĩ, ta không thể để một kẻ nhu nhược, ít nhất phải cho nàng một gia đình yên bình. Ê! Dương gia, sao người lại là một kẻ nhu nhược chứ? Trong lòng Đan Phượng, ngài luôn là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, trước giờ chưa từng thay đổi. Đan Phượng phải nghe lời lâu chủ. Đan Phượng phải tiếp cận về Dương gia. Dương gia. Dương gia. Chàng có chuyện tìm ta sao? Ta muốn gặp nàng. Ta biết gần đây chàng có đến đây mấy lần. Tại sao phải kiên trì? Tại sao nhất định phải gặp ta? Chúng ta là những người khác nhau. Tại sao không đoạn tuyệt để tránh kiếp sau lưu luyến? Nàng không thử, sao biết không được? Ta trước giờ chưa từng nỗ lực mở lòng mình để tiếp nhận ta với tình cảm của nàng. Nàng không tin ta, hay là không tin bản thân mình? Ta tin hay không đều do số mệnh nhắc nhở ta. Hai chúng ta thật sự vốn dĩ không thể được. Có một số chuyện bỏ nó xuống được thì sẽ tự tại. Có lẽ chỉ là nàng nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Ta vốn không để ý như vậy. Ý chàng là sao? Ta cảm thấy xấu hổ, không biết thế nào để biểu đạt tình cảm với nàng. Nàng đã nói với ta những chuyện nàng đã làm gì ta. Chàng đều biết cả rồi. Quách Thiên Thanh từng đến tìm ta. Nếu chàng đã biết sao chàng còn đến tìm ta? Ta có chuyện muốn nói với nàng. Nếu chàng đến gặp ta, chỉ muốn nói với ta lời cảm ơn, vậy thì không cần đâu. Nếu chàng chết ở Thanh Y Lâu, ta sẽ hận bản thân ta cả đời. Ta chỉ không muốn bản thân phải khó chịu mà thôi, không liên quan đến chàng đâu. Nàng nghe ta nói hết đã. Ta không chỉ là muốn cảm ơn nàng. Phiền, phiền. Một 108 lầu đều đã tìm qua rồi, nhưng vẫn chưa tìm được. Rốt cuộc là đã bỏ sót ở đâu chứ? Lão hồ ly này giấu chìa khóa vàng ở đâu chứ? Tại sao cô muốn giết ta? Tại sao ngươi lại muốn tìm chàng ấy? Bởi vì ta không muốn cô tìm hắn. Ra tay đi, giết chết ta đi. Cô có nhớ không? Ta từng nói, điều cấm kỵ của sát thủ nhất là tình cảm. Một khi có tình cảm, thì tâm ý đại loạn, cận kề cái chết. Bây giờ cả ta cô cũng đánh không lại. Chuyện như hôm nay, cô còn mặt mũi nào giờ gặp hắn chứ? Phì Yến, trở về bên cạnh ta đi. Người thích hợp với cô nhất không phải hắn, mà là ta đó. Ta thà chết cũng không ở cùng với ngươi đâu. Ngươi giết ta đi. Hay. Kiếm như tập phong, đúng là mở rộng tầm mắt. Thượng quan Phi Yến, từ nay về sau, ngươi không được chống lại ý chỉ của lâu chủ, mượn thế làm bậy, càng không được lừa gạt đồng môn. Từ bỏ tuyên thệ. Phi Yến. Nếu như nàng thật sự không muốn gặp ta, thì sẽ không ở lại nơi đây. Ta không còn nơi nào để đi. Nếu chàng còn đến tìm ta, ta có thể làm cho chàng không tìm thấy được. Phi Yến. Tay của nàng. Không sao. Phi Yến, nàng có thể nghe ta nói hết không? Ta biết nàng là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ cũng được, giận mệnh trêu ngươi cũng được. Ta không xóa nhòa được những chuyện xảy ra với ta. Ta 6 tuổi đã là cô nhi, là Hắc Y Bang đã thu nhận ta. Năm 13 tuổi, trong bang có người sỉ nhục ta. Ta đã giết chết hắn. Đó là lần đầu tiên ta giết người. Sau đó ta trở thành sát thủ. Tiếp đó đã vào Thanh Y Lâu, về dĩ vãng của ta. Trước nay ta chưa từng có cơ hội lựa chọn. Hình như mọi giận xấu đều bám lấy ta không buông. Đó chính là số mệnh của ta. Ta chấp nhận rồi. Nhưng ta không tiếp nhận sự thương hại của chàng. Ta cần thấu hiểu và khoan thứ. Chàng có hiểu không hả? Ta chỉ muốn nhìn thấy chàng bình yên ngồi trước mặt ta, cùng ta ăn một bữa cơm đơn giản, để ta biết chàng vẫn còn sống. Ta đã toại nguyện rồi. Nếu như chàng thật sự muốn bù đắp cho ta, có thể hứa với ta làm những chuyện này được không? Nàng nghe ta nói đi. Không chỉ như vậy, nhưng hôm nay muốn trịnh trọng nói cho nàng biết những lời trong lòng ta. Ta không phải là thương hại nàng. Ta khâm phục nàng đã có dũng khí lớn như vậy, liều mạng vì ta. Có nàng kề bên, ta cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu nàng bằng lòng, hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng nàng ngồi bên nhau. Không chỉ là một bữa cơm, sau này hàng ngày đều có thể thấy được nhau. Ta quyết định cùng nàng ở bên nhau rồi, biến chuyện không thể thành có thể. Nàng trong lòng ta là tuyệt đẹp như vậy. Nàng không thể coi khinh bản thân nữa. Được, ta sẽ làm vậy. Cho ta thêm chút thời gian được không? Được. Được. À Tính, mặt muội đen cả rồi, có phải là Lục Tiểu Phụng lại mắng muội không? Mộc Thanh Phong chết rồi, bị Đan Phượng giết chết, hả? Đan Phượng giết chết Mộc Thanh Phong sao? Đúng vậy, nhưng muội nói cho Lục Tiểu Phụng biết và cả Vệ Dương, căn bản bọn họ đều không tin lời muội nói. Muội còn chưa kịp làm con gái của Mộc Thanh Phong. À Tính, có chuyện gì từ từ nói. Muội từ nhỏ đã không có cha, không có mẹ, là sư phụ đã nuôi giận muội. Bà nói số của muội khác phụ mẫu. Muội không tin, muội cũng không muốn tin. Nhưng mà sau này muội gặp được mẹ Quế Hoa, bà chết rồi. Bây giờ muội gặp được cha Mộc Thanh Phong, ông ấy cũng chết rồi. Muội... À Tính, dù muội không có cha mẹ, nhưng muội còn có ta, lão Chu, Qua Bản Lâu và Lục Tiểu Phụng. Bọn tỷ đều là người thân của muội, ta coi muội như muội ruột của mình. Muội thực sự tin tưởng ba người, nhưng cái tên Lục Tiểu Phụng đó, muội căn bản không thể tin tưởng hắn. Suốt ngày trong lòng hắn chỉ có Đan Phượng, Đan Phượng. Muội đã nói với huynh ấy rồi, Đan Phượng đã giết độc cô Nhất Hạt, huynh ấy không tin. Muội nói huynh ấy Đan Phượng giết chết Mộc Thanh Phong, huynh ấy vẫn không tin. Vậy là muội hiểu lầm huynh ấy rồi, không phải huynh ấy không tin, chỉ là cảm thấy có ẩn tình khác. Quỳnh ấy đặc biệt đến phủ Kim Bằng, từng hỏi Tuyết Nhi Kim Bằng Quốc có một công chúa. Chuyện này có hai khả năng, một là Đan Phượng giỏi giả trang, vậy diễn xuất của cô ta giỏi quá. Hai là cô ấy đã bị Quách Hư khống chế, vậy Diêm Thiết Sơn, Bình Nhất Phàm, cái chết của bọn chúng nên giải thích sao đây? Lúc ở nước Nga Mi, cô ấy đối xử với muội tốt, muội cũng không tin là cô ấy đang diễn kịch. Nếu bây giờ cô ấy đã bị khống chế, Lục Tiểu Phụng nhất định sẽ cứu cô ấy. Đợi sau khi cô ấy hồi phục bình thường, chúng ta mới hỏi rõ ràng. Muội đừng nhìn huynh ấy thường ngày bất cần đời, nội tâm đặc biệt có quy tắc. Diêm Thiết Sơn, Độc Cô Nhất Hạt, Mộc Thanh Phong, mỗi sinh bạn huynh ấy đều nhớ trong lòng. Nếu như Đan Phượng này đúng là một người hai mặt thì làm sao đây? Quỳnh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng dù có đau lòng buồn bã hơn nữa, cũng nhất định sẽ rời xa cô ta. Bởi vì tùy Quỳnh ấy thích mỹ nhân, chứ không thích rắn rết. Nếu như vậy, cô ấy là rắn rết mỹ nhân thì sao? Rắn rết mỹ nhân cũng không cần lo lắng, đem ra tìm sự kích thích cũng được. Nhưng ngày ngày ôm ấp đi ngủ, Lục Tiểu Phụng sẽ không làm vậy đâu. Cũng đúng. Trong lòng muội thực sự rất loạn, rất bực bội. Muội vốn dĩ muốn xong đến phủ Đức Dương, nhưng sau đó lại nghĩ muội sợ Đức Dương gia và Mộc Dân đau lòng nên không dám tới. Muội cũng không biết nên đi đâu. Cũng may là có tỷ ở đây, vẫn là tỷ đối tốt với muội. Mẫu hậu, Mộc Thanh Phong vào thời tiên đế đã lập vô số chiến công. Mấy năm nay trấn thủ biên cương, địa phận quản hạt yên ấm hòa bình, một lòng trung thành, thiên địa chứng giám. Mẫu hậu, con không hề có ý hãm hại bất cứ ai, chỉ mong mẫu hậu có thể để tâm chuyện này, để con có thể an nói với đứa con bồ côi con ấy. Mẫu hậu, nhi thần đã mời Mộc tướng quân đến phủ làm khách, không ngờ lại gặp bất trắc thê thảm như thế này. Chuyện này nhi thần không thể thoát can ly được, cho nên nhi thần sẽ không bị khổ vô ích. Quang huynh, xin hãy cho tiểu đệ một chút thời gian, để nhất định sẽ điều tra ra hung thủ, tự chứng minh mình trong sạch. Mộc Thanh Phong công lao hiển hách, tiên đế và hoàng thượng đều đánh giá rất cao về ông ấy. Giờ ông ấy đã chết rất kỳ lạ, ai gia cũng cảm thấy rất đau lòng. Theo lý, ai gia sẽ giao cho tông nhân phủ can thiệp việc này, nhưng giờ đây thời gian cấp bách, nếu hành sự theo trình tự e rằng làm chậm tiến độ, cho nên ai gia quyết định cho Vệ Dương tự mình điều tra rõ chân tướng, mau chóng cho một câu trả lời. Thế nào? Theo lời bảo hậu xử trí. Hoàng huynh, huynh yên tâm, thần đệ nghĩ quyết tâm tự chứng minh mình trong sạch, cũng giống như huynh quyết tâm muốn trả thù cho Mộc tướng quân cấp bách như nhau, để nhất định trong thời gian ngắn nhất điều tra vụ án này, ăn nói với huynh cho rõ ràng. Người đến đây làm gì? Ta từng tới phủ Đức Dương, Mộc Dân biết Mộc Thanh Phong đã chết rồi, đau lòng vô cùng, muốn đến trả thù, nhưng bị Đức Dương ngăn cản. Ta nghe ra được Đức Dương và Mộc Thanh Phong là hảo huynh đệ đối xử chân thành với nhau. Ông ta không phải là làm chuyện hy sinh huynh đệ của mình, giá họa và dân gia đâu. Có lẽ hắn căn bản đã giết người đang nghe lén, cố ý đóng kịch cho Vinh Sơn. Đi nghe lén tùy theo ý muốn là không bị phát hiện ra, với ta mà nói rất đơn giản. Người tưởng rằng Đức Dương trong từ tâm nhân hậu thì đã tin tưởng ông ta rồi. Những lời ông ta nói chưa chắc là sự thật. Với lại con người không thể trong mặt mà bắt hình dong, phải không hả? Quả nhiên là con người không thể trong mặt bắt hình dong. A Tính nói với ta Mộc Thanh Phong bị kẻ khác giết chết có liên quan tới nàng. Ta không tin, là ta không muốn tin. Ta thà tin rằng Quách Hư dùng thuốc khống chế nàng. Căn bản ta không biết ngươi đang nói gì. Mộc Thanh Phong vốn dĩ không phải thuộc quan Mộc, bất luận nàng có lý do gì, ông ấy đều không phải. Vì sao ngươi không tin ta? Bởi vì ta hiểu nàng. Với lại những gì nàng nói đầy sơ hở, có thể tự do tròn kín cả. Ngươi đã không tin ta, vì sao ngươi còn đến tìm ta? Bởi vì từ đầu đến cuối đều cho rằng mấy ngày nay lời nói và hành vi của nàng không phải xuất phát từ thực tâm của nàng, mà bị Quách Hư hạ độc khống chế. Bởi vì Quách Hư mới chính là Thượng quan Mộc thật sự. Ta đang nghiên cứu thượng cổ kỳ thư, nếu đúng là cô ấy bị Quách Hư khống chế thì huynh thử dùng cách này xem. Nếu như cô ấy ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này, rất có khả năng sẽ rơi vào bầu không khí do Quách Hư tạo ra. Ta không biết ngươi đang nói gì, cũng không biết vì sao ngươi lại đến tìm ta. Nhưng ta biết Thượng quan Mộc chính là Mộc Thanh Phong. Hắn không phải do ta giết. Đan Phượng, Thượng quan Mộc là ai? Thượng quan Mộc là ai? Đan Phượng, nàng nói ta biết Thượng quan Mộc là ai. Đan Phượng, nàng nói ta biết Thượng quan Mộc là ai vậy? Thượng quan Mộc là Mộc Thanh Phong. Mộc Thanh Phong chính là Thượng quan Mộc. Đan Phượng là Lục Tiểu Phụng đã giết chết cha cô. Kẻ thù giết cha cô là ai? Kẻ thù giết cha cô là Lục Tiểu Phụng. Kẻ thù giết cha cô là Lục Tiểu Phụng. Kẻ thù giết cha cô chính là Lục Tiểu Phụng. Là Lục Tiểu Phụng. Là Lục Tiểu Phụng đã giết cha cô. Đã giết cha cô. Nàng quả nhiên đã bị khống chế. Thì ra Quách Hư đã dùng bả chiếc ngân châm và dùng thêm định hồn tán để khống chế cô ấy, cho nên Đan Phượng cô nương mới thành ra như bây giờ. Hắn ta quá hiểm độc, làm vậy lấy mạng cô ấy. Ngân châm không rút ra, có thuốc giải cũng vô ích. Nhưng mà sau khi rút ngân châm ra, chân khí của Đan Phượng sẽ tiêu tán, nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chỉ có dùng sức lực của huynh và ta, đồng thời truyền chân khí vào cho cơ thể yếu đuối của Đan Phượng và dùng thuốc giải độc, cô ấy mới sống được. Vậy theo lời huynh nói đi, chúng ta bắt đầu luôn đi. Bây giờ chưa phải lúc, cần phải đợi thêm khi cô ấy tỉnh lại, thần trí tỉnh táo thì mới có thể làm được. Chỉ cần cô ấy có thể khống chế được chân khí của chúng ta thì có thể từ từ khỏe lại. Lục huynh yên tâm, Đan Phượng cô nương sẽ hồi phục thôi. À, Dương gia. Sao rồi? Thuộc hạ tìm thấy tung tích của Đan Phượng cô nương rồi. Nàng ấy ở đâu? Các nhà hoàng nói Đan Phượng cùng Lục Tiểu Phụng đi khỏi rồi. Đến cuối cùng nàng ấy vẫn cùng Lục Tiểu Phụng đi khỏi. Còn nữa, theo lời đồn, Đất Dương liên thủ với 100 danh tướng muốn vạch tội ngài. Cái gì? Đan Phượng, Lục Tiểu Phụng. Đan Phượng, nàng đã nhận ra ta rồi. Ta đang ở đâu vậy? Nàng nghĩ là ở đâu? Ta cũng không biết. Hình như ta đã cách xa chạy rất lâu vậy. Lục Tiểu Phụng, có phải lúc chúng ta ở núi Nga Mi đã chia cách rồi không? Thì ra ký ức của nàng vẫn dừng lại ở đó. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Ta còn nhớ. Ta bị bắt cóc đến một nơi xa lạ. Nhưng người đó rất lễ phép với ta. Nhưng mà ta thấy rất sợ hãi. Nàng bị Thanh Y Lâu bắt đi rồi. Lúc đó khắp nơi đi tìm không tìm được nàng. Người đã giết chết cha ta. Ta phải trả thù cho cha ta. Người đứng lại. Người quay lại đây cho ta. Cha ta bị giết chết rồi. Làm gì hả? Không đúng. Ngươi không phải là Lục Tử Phụng. Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải là chàng. Là kẻ khác giả mạo chàng, giết chết cha ta. Lục Tiểu Phụng, hắn đã giết cha ta. Ta phải làm sao đây? Nàng yên tâm, ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự, trả thù cho cha nàng. Tỷ trước đây chưa từng thấy Lục Tiểu Phụng lại thất thần như vậy. Đan Phượng nhất định không thể gặp chuyện. Đan Phượng trước tiên bị người của Thanh Y Lâu bắt đi. Sau đó thả ta ra. Lại chính mắt nhìn thấy Quách Thiên Thanh giả trang thành Lục Tiểu Phụng, giết chết cha cô ấy. Cô ấy đã trúng định hồn tán của Quách Hư. Lại 3 chiếc châm ngâm cắm vào huyệt vị, mất đi ký ức tâm tính. Hoàn toàn bị Quách Hư khống chế lời nói và hành vi, mới có những hành vi lạ thường như vậy. Biến thành một Đan Phượng mà chúng ta hoàn toàn không hề quen biết. Cho nên Cổ Hành thích muội. Nương nhờ vào Vệ Dương. Dương dạ. Thậm chí giết chết Mộc Thanh Phong đều là lệnh của Quách Hư. Đan Phượng bị định hồn tán khống chế tâm trí, căn bản không biết bản thân lai làm gì. Thì ra là muội đã trách nhầm cô ấy. Sức khỏe của Đan Phượng sao rồi? Muội đi thăm cô ấy. À tính, Đan Phượng lần này không biết có qua nổi không. Hãy để thời gian cho hai người họ tâm sự đi. Quá bất công. Hiểu lầm của họ vừa mới được sáng tỏ, Đan Phượng lại không rõ sống chết. Đan Phượng tuy rằng sắp không qua nổi, nhưng cô ấy trong thời khắc quan trọng cuối cùng vẫn là người mình yêu ở cùng bên nhau. Người cuối cùng Thiên Tùng nghĩ đến là muội. Muội biết chàng ấy đối xử tốt với muội, cho nên muội nhất định sẽ sống thật tốt. Muội nhất định sẽ sống tốt phần đời của huynh ấy luôn. Nhưng mà nói lại, Mượn không tin trong Thanh Y Lâu không có thuốc giải của Định Hồn Tán, muội nhất định sẽ tìm thấy nó, không để Đan Phượng chờ chết.